Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với tiến trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách và giải pháp để tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, thông qua việc hỗ trợ phát triển các ngành nghề chế biến, nông lâm, thủy sản, vốn là những tiềm năng thế mạnh của các địa phương thay cho việc bán thô, nguyên liệu như trước đây. Từ đó hình thành các chuỗi liên kết từ canh tác, nuôi trồng đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ, làm tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm hàng hóa làm ra, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phải kể đến sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh thông qua việc triển khai có hiệu quả nhiều đề án khuyến công tại các vùng nông thôn của tỉnh. Trong những năm qua, việc trồng rừng kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã góp phần đáng kể cho việc tăng thu nhập của người dân, xóa đói giảm nghèo và góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng do lâu nay chỉ khai thác để làm dầm gỗ, giá trị kinh tế không cao. Chính vì thế, trong những năm gần đây, huyện Vĩnh Thạnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển sang trồng rừng gỗ lớn để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, sẽ cho thu nhập gấp nhiều lần trồng rừng gỗ nhỏ. Cùng với đó là thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến gỗ từ rừng trồng lâu năm. Tại cụm công nghiệp Tà Súc, huyện Vĩnh Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tổng hợp huyện Vĩnh Thạnh là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên của huyện hoạt động trên lĩnh vực cưa xẻ gỗ, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của tỉnh. Mặc dù mới hoạt động từ cuối năm 2021, nhưng bình quân mỗi tháng công ty cung cấp trên 150 mét khối gỗ xẻ theo nhiều quy cách cho các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại các khu công nghiệp của tỉnh. Có được kết quả này là nhờ sự tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh ngay khi doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh triển khai đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến gỗ cho doanh nghiệp này. Với kinh phí khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng, công ty đã mạnh dạn bỏ vốn đối ứng hơn 800 triệu đồng để trang bị thêm máy xẻ gỗ nhiều lưỡi, máy cắt hai đầu, máy chốt hộp, máy mài gỗ. Nhờ đó mà doanh nghiệp đã tăng năng suất, sản lượng, tận dụng được tối đa gỗ tròn nguyên liệu. Hình thức và chất lượng sản phẩm cũng cao cấp nhiều lần so với trước đây. Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động được 2 năm. Mình ở trên cái địa bàn là gần nguồn nguyên liệu. Nhưng doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy là lâu nay là cái nguồn cây trên này là người ta là chủ yếu tận dụng ở dâm. À, với lại hiện cho nên là mình nhờ cái sự quan tâm của Ủy ban huyện và Trung tâm Khuyến công của Sở Công Thương đã nên công ty chúng tôi làm mới mạnh dạng đầu tư cái máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng được cái sản phẩm đầu ra. Tức là trước đây mình chỉ ra sản phẩm thông sơ là cái từ cái cây keo mình chỉ ra ván bình thường, xẻ máy bình thường, nhưng mà hiện tại giờ cái máy hiện đại thì mình ra đủ sản phẩm là đầy đủ cái quy cách theo cái đơn đặt hàng. Người ta đặt cái quy cách cỡ nào thì mình sẽ nói đa dạng sản phẩm và cái chất lượng, cái độ hao hụt của nó thì gần như không còn nữa. Tức là hồi xưa ví dụ xẻ theo sản phẩm thủ công kia một ngày thì tối đa là cũng 3 khối thành phẩm trên ngày. Mà giờ với máy móc tiên tiến hiện đại thế này thì có thể một ngày 8 tiếng là ra được 15 khối thành phẩm. 15 khối thành phẩm nhưng mình đáp ứng được cái tiến độ giao hàng và khẳng định được về cái chất lượng của mình cung cấp cho cái doanh nghiệp họ yêu cầu. Sau 4 tháng chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật và làm chủ được quy trình vận hành các thiết bị, trong năm nay, công ty đã chế biến ra hơn 1.800 mét khối gỗ sẻ thành phẩm các loại, đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 công nhân lao động. Quy trình cưa sẻ gỗ cũng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hơn. Đặc biệt hơn, công ty đã góp phần thu mua và tiêu thụ một lượng lớn gỗ rừng trồng lâu năm của nông dân trên địa bàn huyện, cũng như các huyện lân cận. Nhờ đó, thu nhập kinh tế của người trồng rừng tăng lên đáng kể. Chung là cái dàn máy là rất hiện đại so với trước thì sẽ thủ công thì dàn máy là rất ok hơn, cái công đoạn nào ra công đấy, hơn nữa là công việc mình làm thì nó cũng khỏe hơn. Trước đây thì bà con mình chỉ cái người giấy thôi, chứ còn trường gì có cái xưởng đây thì nói chung cái tận thu được cái trồng rừng là như bao bì đó thì công ty đây là mua thu gom vô mua nó sẽ ra cái sản phẩm thì nói chung bà con là tận dụng được cái gốc bao bì. Đỡ mà bán cho công ty rồi, nói chung là sản phẩm công ty làm ra thì
từ cái chi tiết gỗ đấy mà nếu bà con có thu nhập nó cao hơn nữa. Không chỉ quan tâm hỗ trợ trên lĩnh vực chế biến lâm sản, trong những năm gần đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh còn thực hiện nhiều đề án khuyến công trên lĩnh vực chế biến nông sản tại huyện Vĩnh Thạnh, mang lại kết quả đáng phấn khởi. Tại cơ sở ép dầu Vọng Bà Cụ ở xã Vĩnh Quang, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 90 triệu đồng để trang bị máy ép dầu và lọc dầu vọng theo công nghệ ép lạnh, công suất 27.000 lít dầu một năm. Với công nghệ mới này, đậu vọng không cần phải qua công đoạn giã nhỏ, hấp chín trước khi ép mà được ép ngay sau khi bóc hạt. Nhờ đó rút ngắn thời gian ép, tỷ lệ dầu thu được cao hơn, màu sắc đẹp và thơm ngon hơn, được thị trường ưa chuộng và có giá bán cao hơn. Cơ sở dầu vọng Bà Cụ đã tăng năng lực ép lên 80 tấn đậu vỏ một năm, gấp đôi so với trước đây, góp phần chế biến đậu vọng cho bà con nông dân của xã Vĩnh Quang và các xã lân cận. Cũng nhờ áp dụng công nghệ này mà sản phẩm dầu vọng đóng chai của cơ sở đã được huyện công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Tôi đã ép dầu đây cho bà con cũng lâu lắm rồi, là nay cũng được 45 năm rồi. Là từ hầu ép ít, rồi giờ khi nay là bà con ép nhiều, mình cũng ép cho bà con nhiều lắm. Rồi giờ đây là bà con ăn nhiều hơn nữa. Là ép dầu là bà con phải chờ đợi nó nhiều ngày, là giờ nhờ khuyến công ở tỉnh, ở huyện Vĩnh Thạnh cho mua cái máy đa năng để giờ mình ép nhiều dầu nhiều hơn nữa để cho nó đang nhanh rút gọn cái thời gian bà con chờ đợi. Bây giờ máy đó là cả máy là cả mình ép thủ công nữa là chỉ một tháng là hết. Lúc trước là nó kéo dài 2 tháng có 3 tháng đó. Rồi giờ là cũng có là có ô cốt đâu đấy. Cô đếm dầu, đếm chai, cô gói tôi Sài Gòn, Quy Nhơn. Tôi bán còn lúc trước ấy, là cô ép rồi bà con cứ xách canh tới nhà vậy là cô bán. Tôi không có chai, không có nhãn mát gì hết. Được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến công của tỉnh và Phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện đã chọn cái hộ Nguyễn Thị Hồng Lạc để đầu tư các máy móc vào trong cái sản xuất, đặc biệt nhất là cái chế biến cái dầu phộng. Đó thì trước tiên thì cũng xin thay mặt địa phương xin cảm ơn cái sự quan tâm của tỉnh cũng như huyện đã tạo được cái thứ nhất là cái tạo được việc làm cho bà con. Thứ hai nữa là tăng cái năng suất của cái dầu phộng. Thứ ba là đảm bảo an toàn. Cái thứ tư ấy, là một trong những cái là xã đang phát triển vừa tiêu thụ công nghiệp. Đó, nó cũng giúp vào trong cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nông thôn, nông nghiệp của địa phương. Tại khu phố Song Khánh, phường Hoài Xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Hòa là một trong những doanh nghiệp mạnh hàng đầu của thị xã Hoài Nhơn, chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh tráng nước dừa, bánh tráng gạo mè, nổi tiếng với thương hiệu Đà Lóp và hàng thủ công mỹ nghệ từ sông Mây. Trong gần 15 năm qua, công ty đã không ngừng cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường trong nước và đã có sản phẩm xuất khẩu. Nhờ sự phát triển này mà hàng năm, công ty đã góp phần tiêu thụ một lượng lớn nông sản như gạo, dừa, mè, hạt tiêu của nông dân trên địa bàn thị xã và các huyện trong tỉnh. Bình quân mỗi tháng, công ty sản xuất và tiêu thụ hơn 50 tấn sản phẩm bánh tráng các loại, tương đương với khoảng 600 tấn sản phẩm mỗi năm. Nhờ đó đã tạo việc làm ổn định cho hơn 150 lao động tại địa phương. Cuối năm 2021, công ty đã được tỉnh cấp phép đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất bánh tráng Đà Lóp để nâng công suất chế biến lên gấp đôi hiện nay. Để góp phần hỗ trợ cho công ty phát triển hoạt động trong giai đoạn mới này, tháng 1 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn đã triển khai đề án khuyến công ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm tại công ty. Với nguồn hỗ trợ 300 triệu đồng từ kinh phí khuyến công quốc gia, công ty đã bỏ vốn đối ứng trang bị thêm máy tráng bánh tự động với công suất thiết kế 500 kg gạo mỗi giờ. Sau 3 tháng lắp đặt, vận hành thử nghiệm, đến nay công ty đã đưa dây chuyền này vào hoạt động ổn định, tăng năng suất, chất lượng, rút ngắn thời gian sản xuất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu nói là khi mà cái người tiêu dùng người ta cần những cái chất lượng, rồi cái vệ sinh an toàn thực phẩm, thì cái việc cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị để cho hiện đại hơn thì những năm qua thì công ty Nhân Hòa Bánh Tráng Đà Lóp thì đầu tư, nhưng trong đấy nó có một cái khoản hỗ trợ của khuyến công như là máy tráng bánh, máy sấy bánh, máy nướng bánh, là nó làm cho cái điều kiện của
của công ty nó tăng thêm được cái phần kinh phí, và đặc biệt là cái tinh thần được nhà nước quan tâm ủng hộ, thì từ cái việc cải tiến đấy thì nó đưa được cái công suất tăng lên rất là nhiều, đặc biệt là cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, khi mà máy móc hiện đại rồi sấy tráng nướng khép kín thì cái thương hiệu cũng như là cái người tiêu dùng người ta càng tin tưởng hơn ở cái thương hiệu bánh tráng Đà Lạt. Nên đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là cái định hướng của sở khuyến công, sở công thương như bên chương trình khuyến công của nhà nước rất là thiết thực cho doanh nghiệp. Song song với việc thực hiện các đề án khuyến công hỗ trợ cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, tạo được việc làm cho nhiều lao động ở khu vực nông thôn, cũng trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh còn chú trọng thực hiện các đề án chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến đối với các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và cơ sở làng nghề tại các vùng nông thôn trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ Quốc Thịnh tại phường Bồng Sơn, vốn xuất phát từ một xưởng sản xuất đồ gỗ nhỏ chỉ gia công các loại bàn ghế, tủ gia đình. Trong những năm gần đây, chủ cơ sở đã nâng tầm hoạt động lên quy mô doanh nghiệp, tuyển dụng thêm nhiều công nhân để sản xuất bàn ghế học sinh cho các trường học. Được sự quan tâm của phòng kinh tế thị xã Hoài Nhơn và sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại tỉnh Bình Định, đầu năm nay công ty đã tham gia vào đề án khuyến công của tỉnh nhằm ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ gỗ nội thất và đồ gỗ mỹ nghệ, với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng cùng với vốn đối ứng 420 triệu đồng. Công ty đã trang bị 2 dàn máy CNC chạm khắc gỗ 3D và 4D, hoạt động theo lập trình vi tính cho ra sản phẩm gỗ mỹ thuật và từ gỗ. Sau khi đưa vào hoạt động, trong 5 tháng qua, công ty đã chế biến được nhiều sản phẩm đồ gỗ có giá trị kinh tế cao hơn, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, đặc biệt là các loại tường gỗ được tận dụng từ những nguyên liệu thải bỏ trước đây. Nhờ đó góp phần làm tăng doanh thu lên gần 1 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận 250 triệu đồng, tạo việc làm cho thêm 5 lao động. Nói chung là mình mới khởi đầu á, thì nói chung là công ty này cũng nhỏ, thì cũng nhờ mình làm bên đồ mảng tủ hay là đồ những đồ giáo dục, thì bắt đầu mới dần dần cái quy mô nó lớn lên. Thì những cái nguồn gỗ mà đầu đầy rồi đấy, mình thấy nó thừa nhiều quá, thì lúc mình tìm hiểu được á, thì nhờ bên khuyến công họ sẽ có chương trình hỗ trợ thì cái công nghệ máy móc để mà sản xuất những cái sản phẩm là mình tận dụng những cái đầu đầy để mà cho nó gọn ngay. Nhưng mà khuyến công hỗ trợ rất là hay, là đổi mới công nghệ để mà ra những sản phẩm là như ở thị trường của mình là hầu như là chưa có, nên thử ra mình có thể mình làm những cái sản phẩm đó là mình bán ra thị trường, và đang có chương trình nữa là phải mở rộng quy mô lớn hơn nữa, để cũng nhờ bên khuyến công hỗ trợ cho công ty chúng tôi. Tôi rất là cảm ơn. Trước đây là tôi làm nông, sau này công ty Quốc Thịnh mở rồi tôi vô đây làm cũng mấy năm rồi. Lương bổng thì còn làm cũng ổn định, lương tháng cũng 5-7 triệu. So với làm ruộng hay làm gỗ là đạt tiêu chuẩn hơn. Trước đây làm gỗ, làm bàn, làm tủ, làm bàn ghế học sinh. Sau này công ty mở hàng đây là làm thấy cũng đạt hiệu quả. Với tiến trình xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nói chung và xây dựng dân dụng nói riêng của huyện miền núi An Lão cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Chính vì thế mà nhu cầu sử dụng gạch xây cũng tăng nhanh. Trong khi đó, nguồn cung gạch đất sét nung ngày càng hạn hẹp, giá thành cao, tỉnh và huyện đẩy mạnh thực hiện chính sách sử dụng gạch không nung thay thế cho gạch nung nhằm bảo vệ môi trường. Nhận thấy tiềm năng đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Thư ở xã An Tân đã mạnh dạn đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung cốt liệu xi măng tại cụm công nghiệp Gò Cây Dúi của huyện An Lão. Để hỗ trợ doanh nghiệp ngay khi đi vào hoạt động, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện An Lão triển khai đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất gạch không nung tại công ty Thịnh Thư. Tổng vốn đầu tư của nhà máy này gần 700 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 145 triệu đồng, dây chuyền hoạt động có công suất 900.000 viên gạch không nung mỗi năm. Nguyên liệu đầu vào là bột đá từ các nhà máy chế biến đá granite trong tỉnh, phối trộn với xi măng, cát, nước và chất phụ gia. Hỗn hợp được băng chuyền đưa vào máy ép thủy lực, cho ra sản phẩm gạch táp lô, gạch ống 4 lỗ, gạch thẻ 2 lỗ, với sản lượng 3.000 viên một ngày.
Qua đó, bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 1 triệu viên gạch không nung các loại, góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tại chỗ cho các cơ quan đơn vị và nhân dân huyện miền núi An Lão. Hiện công ty đang chuẩn bị đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất gạch không nung 6 lỗ. Công ty chúng tôi là có bắt đầu thực hiện cái dự án cái gạch không nung và rất vui mừng và là được Phòng Công Thương của huyện An Lão cũng như Trung tâm Khuyến Công tỉnh Bình Định đã tạo điều kiện hỗ trợ máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất gạch không nung. Trên cái sự quan tâm và giúp đỡ của huyện nhà cũng như Trung tâm Khuyến Công mà công ty chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư và phát triển để tạo công ăn việc làm cũng như dần dần thay thế cái gạch đất sét thành cái gạch không nung để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con xây dựng. Với nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bình Định cũng đã hỗ trợ cho một số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tây Sơn tiếp cận với công nghệ hiện đại, trang bị máy móc thiết bị tiên tiến thay thế cho lao động thủ công. Xưởng cơ khí Kiên Cường ở thôn Thủ Thiện Hà, xã Bình Nghi là một trong số đó. Đây là cơ sở chuyên gia công lắp đặt các phụ kiện có kết cấu thép trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp nên cơ sở chưa được trang bị hệ thống máy cắt CNC để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao và tính mỹ thuật cao. Được sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tây Sơn, cơ sở Kiên Cường đã được chọn tham gia đề án khuyến công của tỉnh về ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng cơ khí tiêu dùng. Qua đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh hỗ trợ cho cơ sở này 180 triệu đồng. Cùng với vốn đối ứng của mình 240 triệu đồng, cơ sở đã trang bị máy cắt CNC Plasma, công suất cắt 240 tấn sản phẩm mỗi năm. Sau khi đưa vào sử dụng dây chuyền thiết bị mới, cơ sở Kiên Cường đã sản xuất ra nhiều sản phẩm mỹ thuật từ các tấm kim loại dùng cho lan can, cầu thang, cổng ngõ, hàng mỹ nghệ, kim loại, v.v. Hồi trước em làm bên mảng cơ khí máy móc thiết bị bánh tay cầu trục nhà xuống thì xem đây em thấy nhu cầu của mình chưa có máy CNC thì em cũng đầu tư máy CNC để phục vụ trong cái ngành cơ khí. Hiện tại thì địa bàn trên huyện hay trong tỉnh ngoài tỉnh thì họ còn máy cắt CNC thì phục vụ giống như là cống, lan can, cầu thang, hàng rào rồi dùng cho các nhà biệt thự, nhà cấp 4 mọi thứ. Cũng có nhờ sự hỗ trợ bên phòng kinh tế huyện của khuyến công của tỉnh thì đã hỗ trợ cho em cung cấp máy móc thiết bị để em phục vụ trong sản xuất. Máy đây thì rất là đa năng thì nói chung là các mọi thứ có thể được. Nhưng máy đây các con thơ sắt dày lên tới 15-20 ly. Các mọi vật liệu như nhôm, inox, sắt. Thì qua hai cái mô hình đã triển khai trên địa bàn xã thì chúng tôi nhận thấy là đây là những trong cái mô hình mới áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để mà bà con là chuyển đổi cái ngành nghề sản xuất gạch ngói thủ công. Và cái thứ hai nữa là để nâng cao cái năng suất cũng như là cái chất lượng sản phẩm và giải quyết công ăn việc làm cho một số hộ dân trên địa bàn xã. Thì mong rằng trong cái thời gian sắp tới thì đề nghị Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương là trên cái cơ sở mà các hộ dân đã đăng ký thì mong là Sở với Trung tâm là tiếp tục hỗ trợ thêm một số mô hình nữa để bà con trên địa bàn xã chuyển đổi sang cái sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bền vững và giải quyết được công ăn việc làm cho bà con nông dân ở địa phương. Với hiệu quả đạt được từ các đề án khuyến công trong những năm qua, nên nguồn vốn mà Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh dành cho hoạt động này ngày càng tăng. Đơn cử như năm 2023, tổng kinh phí khuyến công là hơn 6,9 tỷ đồng với 45 chương trình, đề án. So với năm 2022, tăng gần 1,2 tỷ đồng và tăng 6 đề án. Trong đó, riêng kinh phí khuyến công của tỉnh là 5,4 tỷ đồng và 39 chương trình, đề án. Có thể nói với việc quan tâm, định hướng, tư vấn và hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các vùng nông thôn nói riêng đã được khích lệ, mạnh dạn hơn trong việc đầu tư trang bị máy móc hiện đại, ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu,
giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm làm ra trước đây chỉ được tiêu thụ nhỏ lẻ, giá trị kinh tế thấp, nay đã trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hoặc sản phẩm ô cốp, được tỉnh hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại nên đã mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các địa phương, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.